Sợ quá. Ơi ơi ơi. Ơi ơi. Nào nào ra đây, ra đây. Mày ra đây, ra đây, ra đây. Nào ra đây. Rồi mình. Đây, mình phát hiện một tổ chuột rồi anh em ạ. Nhưng hôm nay em lại dẫn các bác đi tìm tổ chim cùng em các bác nhá. Thì trước các mặt các bác đây là có một cái ống tre này. Ống tre này năm ngoái nghi ngờ làm tổ, nhưng năm nay thì năm ngoái thì không làm tổ. Nó làm ở trong kia. Mình có đặt cái hộp trong đó, nhưng cuối cùng người khác bắt mất. Thì hôm nay mình sẽ hạ cái ống tre này trước anh em nhá, xem có làm tổ năm nay ở ống tre này không. Ống tre khá to và đẹp anh em ạ. Ống này khá đẹp nhưng không có gì. Đẹp lắm anh em ạ. Nhưng năm nay không làm đây. Có khi nào làm trong kia không? Tìm tổ chim trong này thì vắng vẻ mát mẻ lắm anh em ạ. Nhưng mà ở ngoài này để đi tìm tổ chim trò mào thì sẽ không có đâu. Vì ở đây nó ngoài cánh đồng xa xa, xa cách làng, trong làng xa anh em ạ. Nên để tìm được tổ chim trò mào thì không có được. Vì ở đây không có trò mào. Phần đa chỉ có đi ra ngoài này tìm tổ chòe thôi anh em ạ. Xem có ống tre mấy cả trong hốc cây đu đủ hoặc buồng chuối nào không thôi. Mọi năm mình có đặt đấy. Có chè than đang hót đằng kia anh em ạ. Đang hót véo vọt đằng kia kìa. Đó, đang hót đấy. Đang hót đằng này. Để mình nghe trong cái hộp đợt trước mình để đây xem đâu à. Đây anh em ạ. Năm ngoái để cái ống cau kia nhưng mà chắc dân họ làm họ bỏ rồi anh em ạ. Giật xuống rồi. Mình để cây mít này. Họ giật bỏ rồi. Trời đang hót véo vọt đằng kia luôn. Đây có những cái ống tre nhìn đẹp khá lý tưởng nhưng mà ống tre này hơi bé. Chưa chắc chè than đã chui vào làm được. Ở đây lại tịt rồi anh em ạ. Tưởng có lỗ. Ống tre này thì hơi bé. Phải to một chút anh em ạ. Ở đây thì sẽ đi tìm, nếu mà có gặp con rắn hổ trâu nó to to mình sẽ vồ luôn anh em ạ. Vồ bé ngay. Nếu có hàng hổ trâu to. Còn chè thì thực chất ra đi tìm thế thôi nhưng mà có khi nhìn thấy chả đến lượt mình lấy đâu anh em ạ. Toàn anh em cũng đi tìm à. Thì anh em xem video của mình là anh em cũng biết lối đi, đường đi lối lại, anh em cũng đi tìm họ lấy trước, non họ cũng lấy. Mới nó cũng lấy luôn anh em ạ. Đây mình phát hiện một tổ chòe rồi anh em ạ. Nhưng tổ này theo mình nghĩ cái cửa ra vào như này thì nó chưa đang làm tổ thôi, hoặc là có khả năng là mới đẻ thôi. Vậy mình tìm cái để đưa máy quay lên quay nhá. Đây anh em ơi. Liệu có trứng gì chưa anh em ơi? Cái rác của nó là, rác của nó thì anh em nhìn anh em cũng có thể biết là nó nhặt từ lá cây và đất các kiểu dưới cây này. Đây là cái tổ chim mà mình đến chậm chân một chút anh em này. Người ta đã phá rồi. Tổ chim này theo mình dự tính là tổ chim trò mào anh em ạ, nhưng mà tổ chim trò mào bông. Đây có người lấy rồi. Nếu tổ chim chuối than thì chắc chắn là những cái khe buồng chuối này phải có rác tất cả những cái khe buồng chuối này. Nhưng tổ chim này nó chỉ có một tròm này thôi thì là tổ chim trò bông anh em nhé. Nếu nhanh chân vài hôm thì thế nào được quay nó anh em ạ. Nhưng mà mình đến chậm chân. Các bác đi tìm tổ thì không nên bỏ qua những cái cây đu đủ khô như này các bác nhé. Cứ phải nghé vào trong xem có tổ không. Vì thường thường chè than nó làm những cây đu đủ khô anh em ạ. Như hiện tại mấy cây đu đủ khô này thì không làm tổ rồi. Nhưng tỷ lệ nó làm rất là cao anh em ạ. Chạy vẫn chạy vẫn chạy. Ôi ôi, to chưa, cuối cùng vẫn gặp rắn này.
Úi ui, nó đập. Úi ui. Úi ui. Sợ quá. Ơi ơi ơi. Ơi ơi. Ơi ơi. Nào, nào ra đây, ra đây. Mà ra đây, ra đây, ra đây. Nào ra đây. Đuổi mình. Nó đuổi mình anh em ạ. À, để đút bay bắt về kiểu gì bây giờ. Về quê để anh em ạ, nó cắn không độc đâu nhưng mà nó cắn không độc đâu nhưng mà nó tợn. To chưa?